Bây giờ chúng ta đến với phần luyện tập của mệnh đề Trạng ngữ chỉ mục đích. Trên bảng thầy có hai câu, nhìn từng câu một trước. Câu 1, I moved to the front of the room, chấm chấm chấm. Câu này người ta yêu cầu các em điền toàn bộ mệnh đề đi sau so that. Thì hãy nhớ nguyên tắc như sau. Thứ nhất, mệnh đề đi sau so that buộc phải có một động từ khuyết thiếu. Và thứ hai là động từ khuyết thiếu ở quá khứ hay ở hiện tại, nó phụ thuộc hoàn toàn vào thì của mệnh đề đằng trước nó, tức là thì của mệnh đề chính đây. Bây giờ chúng ta xét như này. Đầu tiên, mệnh đề đi sau so that buộc, mệnh đề sau so that là mệnh đề dùng để chỉ mục đích, cho nên buộc nó phải có một động từ khuyết thiếu. Vì nó phải có động từ khuyết thiếu, cho nên đáp án B và đáp án D chắc chắn là hai đáp án bị loại. B và D là bị loại. Vì em nhìn đây, I see và I saw chủ ngữ động từ luôn, không hề có động từ khuyết thiếu. Đấy, bây giờ chúng ta còn lại đáp án A và đáp án C. I can see và I could see, một cái ở hiện tại, một cái ở quá khứ. Bây giờ chúng ta mới xét đến thì của cái mệnh đề đằng trước. Mệnh đề đằng trước cho chúng ta động từ ở thì quá khứ. I moved. Tôi di chuyển ra hàng ghế đằng trước ở trong phòng để tôi có thể nhìn tốt hơn. Vì nó ở quá khứ, nhìn nhá, vì nó ở quá khứ, cho nên động từ khuyết thiếu ở sau so that cũng phải để ở dạng quá khứ, tức là để ở dạng could. Và ở đây chúng ta buộc phải chọn đáp án C. Xét một chút thôi, làm được ngay đáp án C. Xuống câu dưới. Câu 2 này. The boy tiptoed into the room, chấm chấm chấm, wake everybody up. Câu này thì buộc em phải biết nghĩa. Thế nhưng chúng ta nhìn thấy này, ở đây chúng ta có wake luôn ngay lập tức, không hề có chủ ngữ. Vì thế ở đây chúng ta khẳng định luôn là trường hợp này đi với to verb, tức là dùng cụm từ chứ không dùng liên từ. Vì thế cho nên cái nào là liên từ chúng ta loại, in order that, bỏ đi luôn. Còn lại so as to, so as not to và in order not. Chúng ta loại tiếp được đáp án D, in order not, bởi vì thiếu to. Phải có to thì mới đúng chứ, đúng không? Bây giờ chỉ còn lại so as to và so as not to thôi. Một cái khẳng định, một cái phủ định. Như nào đây? Lúc này thì lại phải căn cứ vào nghĩa. Là gì? Đứa bé đi nhón chân, tiptoe là nhón vào đầu ngón chân ấy, đi nhón chân vào trong phòng. Và ở đây chúng ta có đánh thức mọi người dậy. Đi nhón chân là hành động để tạo ra ít âm thanh nhất. Cho nên là gì đây? Mục đích của nó là không đánh thức mọi người dậy. Và để không đánh thức mọi người dậy, chúng ta sẽ phải chọn một đáp án phủ định, tức là đáp án có not. Chúng ta sẽ chọn đáp án C, so as not to. Đây. Và như vậy thì thầy đã xong với các em một chút thôi về mệnh đề Trạng ngữ chỉ mục đích. Hy vọng, lại hy vọng tiếp, là sau khi xem cái video này xong, các em đi thi, đi làm bài không bao giờ sai. Và đây sẽ là một trong những câu ăn điểm của các em trong kỳ thi sắp tới. Chào các em, chúc các em học tốt. Thầy là Phương.